Rồi chào anh em ha. Bữa nay mình review lại cái thuốc nữa nha anh em. Có sở khái bên mình đó thì anh em ủng hộ thì mình cũng rất là cảm ơn anh em rồi. Trong anh em cũng giới thiệu cũng rất là nhiều. Thì bữa nay cái sản phẩm của mình là Blue ha. Xanh. Blue là tên mình đặt nha anh em. Sức mạnh xanh ha. Đó. Mình là loại xanh đậm nha. Chứ không phải, cái loại xanh lợt này, xanh đậm đâu. Super Blue tăng độ dẻo dai nha, tăng cái độ dẻo dai tải khủng cho anh em. Một C thì anh em càng liên hệ mình ha. Nu tan cực kỳ hiệu quả nha. Nuôi tàn cực kỳ việc còn cái sắc thái thì anh em cũng biết rồi ha, thì nó giúp con gà anh em là tuyệt vời luôn, bóng đẹp, nuôi gà lúc nào cũng sung túc, gáy sung lắm, đẹp lắm, chuồng gà rất là đẹp ha, tốt cho gà anh em rất là nhiều. Thì hối sắc thái này thì 3.500 đồng một viên anh em, thì mình cũng giao dịch cho anh em là từ 50 viên ha, từ 50 viên trở lên thấp nhất nha, đây là một cái mức thấp nhất. Cách dùng thì cách ngày uống viên, cách ngày uống viên nhất chiều đem về để chữa lành ngăn mát bảo quản, sợ không phải gì tại hút mình hút nước á, hút mềm cái anh em đậy nắp không kỹ, cái anh em để như ngoài nắng rồi đó cái nó bị mềm thuốc ha. Đó, thì nó giúp cho anh em rất là cái độ nở cơ bắp dai sức đó, nói chung thì nó nở cái bắp mình cho gà anh em rất là đẹp nha, mặt mày thì lúc nào cũng đẹp hết, đỏ đẹp. Thì hút này nhiều anh em đã sử dụng thì anh em cũng ủng hộ mình cũng rất là nhiều, cũng rất là cảm ơn mấy anh em ha. Thì từ 50 viên trở lên, còn mà từ 150 viên trở lên là mình bao phí ship cho anh em nha, bao phí ship cho anh em là 150 viên trở lên là bao phí ship. Thì cũng mấy vậy cũng có nhiều anh em cũng đặt không đặt thì thôi, mà anh em ủng hộ cũng vui, cảm ơn anh em. Mà hàng tới cái anh em nó không có đặt, anh em kêu hủy đơn đi chứ mình cũng mắc cười, nó ít chứ không nhiều anh em, số lượng ít bị một hai ngự rồi. Mình thấy nó cũng mắc cười, như anh em cần thì anh em mua lại của mình thì bưu điện sẽ giao cho anh em, rồi anh em thích lấy không thích lấy thì cũng tùy anh em, mình cũng mắc cười quá, nói chung cũng không bị gì, cũng như là cái mất công người ta đi ta tới luôn, ta điện thoại rồi trả lời dưới chứ ha, tại vì mình này mình nói cho những tới những anh em đó thôi, còn mấy anh em nào mà bưu điện nó giao không bắt máy này nọ thì nó cũng chịu, như chịu cố tôi làm anh em làm này nọ không nghe máy thì cũng thông cảm cho anh em, còn cái này anh em kêu bưu điện trả lại đi không mà mình nói anh em nói chuyện như bên bưu tá vậy thì mình cũng thấy mắc cười ha. Đặt thì cũng cảm ơn mà anh em lớn anh em chơi vậy thấy nó sai sai anh em, nói chuyện hơi bính in chút ha, lớn rồi mình cũng cho nó ra dễ cái lớn anh em. Đây là Super Blue ha, sức mạnh xanh, sức blue là tay mình đặt nha anh em. Này là râu rất là whip nha, một C. Thì anh em nào ủng hộ 3C á, chai 3C á thì mình sẽ tặng cho anh em cái chai hút nu tan. Ừ. Thầy nói nuôi tè này cũng super vip luôn anh nè, từ tuyệt vời lắm nha, 5C. Cũng cảm ơn anh em rất là cảm ơn ủng hộ của hổng tới giờ cũng rất là nhiều, cũng cảm ơn anh em ha. Super vip, super blue super blue là sức mạnh xanh nha anh em, này là tên của mình đặt nó nha, hàng của mấy anh lớn đưa Super Blue.
thì nó giúp cho anh em tải rất là khủng nha, ghê lắm. Nói chung thì anh em mà sử dụng anh em sẽ biết, anh em nào cần thì liên hệ mình liên hệ mình thì mình sẽ chỉ cách mà sử dụng nha anh em, rất là khủng nha. Cảm ơn anh em ủng hộ mình ha.